đăng đàn giải pháp cho chúng con ạ. Dạ con xin submit ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, cảm ơn Diệu Pháp. Và dạ, tiếp theo hôm nay thì chúng ta học cái đoạn cuối của câu 67, các vấn đề được nói đến tiếp theo. Thì hôm qua là chúng ta học cái đoạn thứ nhất là nói về những cái cuộc thảo luận. Để sơ lược lại cái phần thứ nhất thì trong những cái cuộc thảo luận thì cái hội chúng cần phải có cái ý là thích tìm hiểu hay là gọi là thích cầu pháp, mình mong muốn mình tìm hiểu những cái pháp, những pháp mình chưa được nghe, mình mong muốn được nghe, được hiểu. Rồi cái hội chúng khi mà thảo luận về một cái đề tài nào đó thì phải có một những cái người mà thảo luận phải có một cái kiến thức căn bản về cái đề tài. Thí dụ như bây giờ chúng ta thảo luận về Phật pháp thì ít lắm là trong hội chúng phải có những cái người có hiểu biết những cái căn bản về cái giáo pháp. Rồi khi mà thảo luận thì phải có cái sự là người trình bày thì những người khác lắng nghe. Rồi khi người này trình bày xong thì cái người khác là có thể là bổ sung ý kiến hoặc là đặt ra những cái câu hỏi để cùng nhau giải đáp. Rồi khi mà chúng ta nói chuyện đó, khi chúng ta thảo luận thì nó cũng phải hợp thời, nói ở hợp lúc, rồi nói ở đúng những cái nơi mà mình thích hợp để mà chúng ta nói pháp, chứ không nên là nói ở những cái nơi mà nó có sự ồn ào, những cái nơi người ta đang làm các cái công việc. Rồi chúng ta trao đổi nói với nhau phải đúng những cái đối tượng, những cái đối tượng nào thích hợp để chúng ta nói, còn những cái vị trí hay là những cái đối tượng mà không thích hợp thì chúng ta không nên nói. Rồi tiếp theo là trong cái phần cuối Đức Phật dạy với những cái đối tượng mà chúng ta nên nói hay là không nên nói. Năm, với sự thảo luận này các tỳ kheo có thể biết được một người có khả năng thảo luận hay không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỳ kheo khi được hỏi một câu lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các tỳ kheo, người này không có khả năng thảo luận. Nếu người này, này các tỳ kheo khi được hỏi một câu không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu như vậy, này các tỳ kheo, người này có khả năng thảo luận. Thì ở đây đó, quý vị thấy rằng có những người đó,
khi được hỏi một cái câu nào đó, nhưng mà cái người này họ không đủ khả năng để họ giải đáp, thì bắt đầu họ có những cái cử chỉ thô tháo, họ nhiếc mắng, họ nói những cái lời không tốt đẹp về cái đối tượng mà đặt ra cái câu hỏi. Những cái người mà nếu mà những cái người mà hỏi đó có cái địa vị hay là có cái quyền thế thấp hơn, mà hỏi những cái người có địa vị quyền thế cao hơn, thì khi mà người ta không có kiến thức, không có thể giải đáp những cái thắc mắc của cái người dưới, thì họ hay những cái lời lẽ thô tháo để áp chế, để né tránh những cái điều mà cái người khác hỏi. Thì quý vị thấy rằng có những lúc Thế Tôn giải đáp rất là tường tận, nhưng mà có những cái đối tượng hỏi những cái câu hỏi rồi Đức Thế Tôn đã giải đáp lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vì những cái đối tượng này đó, vì họ quá chấp thủ vào những cái tà kiến, cho nên Đức Thế Tôn mới quở trách. Thì ở trong kinh có một cái trường hợp là một cái vị tỳ kheo đó, ông này ông có cái tà kiến là khi mà ông nghe Đức Phật nói về cái chuyện tiền thân từ thời Bồ Tát xuống Mây Thô, thì Bồ Tát đã phát nguyện và được Đức Phật quá khứ thọ ký trải qua 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, và ngài đã đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà nghe Đức Thế Tôn nói về cái chuyện tiền thân của ngài, thì cái vị tỳ kheo này cứ chấp thủ, tức là ông ta có cái tri kiến sai lầm, nói là từ lúc mà Bồ Tát xuống Mây Thô cho đến cái kiếp cuối cùng, thì cái người này đó là hay là Đức Phật đó, là trải qua như vậy đó, là cái xác thân thì chết, nhưng mà cái linh hồn đó, nó cứ tái sanh tiếp tục. Nhiều lần các vị trưởng lão đã khuyên ngăn với cái sai lầm tà kiến, nhưng mà cái vị tỳ khưu này cứ khư khư chấp thủ vào cái tri kiến sai lầm của mình, rồi đi đến đâu cũng nói năng bừa bãi, phát ngôn những cái lời nói sai lầm của mình. Cuối cùng thì nhiều lần các vị trưởng lão đã khuyên ngăn, nhưng mà vị này cũng không có thay đổi, không có chừa. Cho nên là cuối cùng thì đến khi mà Đức Phật nghe, và Đức Phật gọi cái vị tỳ kheo này đến hỏi, và ông ta cũng cũng Đức Phật ông ta cũng chấp thủ, ông ta cũng nói rằng coi như là khi mà một chúng sanh mà chết đi thì cái xác thân thì nó tiêu hoại, nhưng mà cái linh hồn là nó tiếp tục tái sanh. Mà Đức Phật đã khuyên ngăn lặp đi lặp lại đến lần thứ ba rồi thì ông này ổng cũng vẫn chấp thủ vào cái xe sai lầm tà kiến này, cho nên là Đức Phật mới quở trách: này kẻ cuồng si kia, có khi nào mà ngươi nghe Như Lai đã tiên thuyết những cái lời như vậy hay không? Thì đó là có những cái trường hợp mà đối tượng khi mà đặt câu hỏi hay là nói lên, Đức Phật đã nhiều lần khuyên ngăn giải thích, nhưng mà những cái đối tượng này đó vẫn chấp thủ. Cho nên là
Đức Phật mới cái có cái lời quở trách. Chứ còn thường thường đó thì tất cả những cái người mà hỏi hoặc là đến để cập vấn, để luận chiến thì Đức Phật vẫn trả lời một cách là ôn tồn, phân tích tường tận rõ ràng. Còn đối với có một số các cái vị mà chủ ở các cái giáo, khi mà có những người đến thắc mắc hỏi những cái điều mà ngoài cái sự hiểu biết, những cái vị này không có khả năng có thể trả lời được thì những vị này lảng tránh, nói sang một vấn đề khác, hoặc là quát nạt, thô tháo, chửi mắng này. Rồi có những vị thì khi mà người ta hỏi thì có cái thái độ là áp chế, làm cho người khác ta sợ hãi hoặc là đe dọa. Thành ra đối với những người mà khi mà chúng ta đặt câu hỏi mà những cái người này đó kiếm cách né tránh hoặc là la hét chửi mắng, thì chúng ta biết rằng những cái người này đó là những người không có khả năng thảo luận, chúng ta không thích hợp để thảo luận với những cái người này. 6. Với sự thảo luận này, các tỷ kheo có thể biết được một người có duyên hay không có duyên. Không có lóng tai này, các tỷ kheo là không có duyên. Có lóng tai là có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy này các tỷ kheo, lợi ích của sự thảo luận, như vậy là lợi ích của đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không có chấp thủ. Thì ở đây đây, khi mà trong một cái cuộc thảo luận, đàm luận mà chúng ta trình bày, người khác có cái sự chú tâm lắng nghe, nghe những cái điều mà cái người kia đang đặt, thì như vậy đó, cái người này họ có cái ý thích, họ muốn nghe để tìm hiểu, để tầm cầu những cái điều tốt đẹp. Còn một cái hội chúng mà khi cái người này đang trình bày, đang diễn thuyết, mà ở dưới này đó, những người này cứ nói chuyện, thảo luận, rồi gây ồn ào, mất trật tự, thì như vậy đó là những người này đó, họ không có duyên, họ không thích nghe, họ không muốn nghe. Thì ở đây trong Pháp Cú Kinh cũng có một cái trường hợp, một lần Đức Phật thuyết pháp thì có 4 người. Thì mặc dù là Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, nhưng mà có người, một người thì cứ nhìn trên trời, nhìn ngó, rồi một người thì ngủ gà ngủ gật, còn một người thì sủi, dùng ngón tay để sủi dưới cái nền nhà. Thì chỉ có một người là chú tâm lắng nghe mà thôi. Thì sau khi mà dứt cái pháp thoại rồi đó, thì cái người mà chú tâm lắng nghe, cái người này đã đạt đến cái quả vị nhập lưu. Thì trông thấy cái hình ảnh như vậy đó, các vị tỳ khưu mới bàn luận. Nhưng cái sự bàn luận đó thì Đức Phật mới giải thích. Cái người mà họ không có chú tâm, họ nhìn trời, nhìn mây đó, là người này nhiều kiếp
là cái nhà thiên văn địa lý à. Cho nên cái do cái tâm tánh à, tìm miên tìm ẩn như vậy, họ họ còn những cái tâm tánh của họ như vậy, họ chưa có sự chú tâm, họ không có duyên. Rồi cái người mà ngủ gà ngủ gật á, là nhiều đời nhiều kiếp à, sanh làm súc sanh à, là cái con khỉ à, cho nên cũng không có duyên lành à, cứ nghe nghe nó pháp là bắt đầu họ ngủ gà ngủ gật, chứ không có sự chú tâm lắng nghe. Rồi cái người thứ ba đó, cứ ngồi mà cứ dùng cái tà hai bàn tay sủi 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 với cái nền nhà, thì nhiều đời nhiều kiếp là à, cái loài côn trùng à. Chỉ có cái người mà thật sự có duyên chú tâm lắng nghe, cho nên cái người này mới đạt đến cái đạo quả tu đạo quần. Cho nên cái trạng thái à, của một cái con người á, thì chúng ta biết cái người này hữu duyên, có duyên hay là không có duyên à. Khi mà trình bày một vấn đề gì, cái người này có sự cố gắng chú tâm lắng nghe là họ hữu duyên à, họ muốn mong muốn tìm cầu, họ à, cố gắng để lắng nghe à. Còn nếu mà à, những cái người mà không có duyên đó, thì bây giờ á, dù cho à, cái vị thánh nhân hay là Đức Phật thuyết giảng thì họ không có duyên, họ cũng không có chịu chú tâm để lắng nghe. Cho nên đối với những cái người mà chúng ta xét thấy rằng họ không có chú tâm, không có chịu lắng nghe, thì thôi chúng ta đừng có đem à, giáo pháp ra để mà nói với họ. Rồi cái người hữu duyên thì khi mà họ chú tâm họ lắng nghe đó, thì họ sẽ thông hiểu và hiểu thắng tri được một pháp. Thắng tri ở đây là hiểu biết về cái nguyên cái khổ à, cái khổ nguyên nhân của khổ à. Nhờ có cái hiểu biết về khổ và nguyên nhân của khổ đó, thì bắt đầu họ mới sao mới tìm hiểu để mà tránh né những cái nguyên nhân của khổ, tức là họ đoạn trừ tất cả các bất thiện pháp và cố gắng nỗ lực à, thực hành một pháp, tức là từ bỏ một pháp. Ở đây là chỉ cho cái sự từ bỏ các cái bất thiện pháp, các ác bất thiện pháp. Rồi biến tri một pháp, tức là nhờ cái phân biệt được cái nguyên nhân của khổ à, những cái nhân nào đưa đến những cái tai hại khổ đau à, thì khi mà tìm hiểu họ sẽ cố gắng để từ bỏ các cái pháp bất thiện, rồi nỗ lực thực hành các cái thiện pháp à, tức là làm cho các cái thiện pháp nó mạnh mẽ à, rộng lớn lên à. Rồi nhờ có sự nỗ lực à, cố gắng à, đoạn trừ các ác, rồi tinh tấn thực hành các cái thiện pháp à, cho nên người này sẽ thực hành để chứng đắc được một pháp, đó là Niết Bàn à. Thì nhờ có cái sự chú tâm lắng nghe à, hiểu pháp, hiểu rõ được à, nhân quả, rồi à, chúng ta phân biệt chính những cái nhân bất thiện đưa đến những cái sự tai hại khổ đau à, những cái nhân lành đưa đến những cái sự an vui tốt đẹp à, thì khi mà chúng ta có sự chú tâm lắng nghe phân biệt, thì chúng ta sẽ nỗ lực thực hành theo các cái pháp thiện à, cố gắng
đoạn trừ lần hồi những cái bất thiện pháp. Chính nhờ sự nỗ lực thực hành phát triển các cái thiện pháp thì đến một lúc nào các pháp độ, các điều kiện đầy đủ thì chúng ta sẽ chứng đắc các pháp để đạt đến sự an vui. Cho nên cuối cùng thì Đức Phật kết luận 7: nói chuyện với hiềm thù, thiên chấp và kiêu mạn, nghịch lại bậc thánh, bới móc lỗi lầm nhau, thích nghe nói xấu người, người lầm, người bối rối, người bị thua bị hại, bậc thánh không làm vậy. Thì đối với các cái bậc phàm nhân trong những cái hội chúng á, thì họ biện luận, họ nói nhưng mà không có đem đến cái sự lợi ích, tức là họ bới móc những cái lỗi lầm, hay là hoặc là họ tìm những cái khuyết điểm, nói chuyện với cái tâm hiềm thù, tâm kiêu mạn, rồi sẽ đem đến những cái tai hại. Nếu muốn cùng đàm luận bậc hiền biết thời gian, câu chuyện của bậc thánh liên hệ pháp, pháp nghĩa, người có trí nói chuyện không hiềm thù kiêu mạn, với tâm không chấp trước, không hiềm hận độc đoán, không để tâm lơ lãng, nói lên với chánh trí, hoan hỷ lời khéo nói, không vui lời vụng về, không học cách chỉ trích, không chụp sơ hở người, không nhiếc mắng đánh đập, không nói lời vu vơ, nói lời nói của bậc thánh vừa dạy vừa hoan hỷ, như vậy bậc thánh nói, như vậy thánh luận đàm, bậc trí biết rõ vậy, nói lời thật khiêm tốn. Thì quý vị thấy rằng trong những cái cuộc mà đàm luận, những vị tỳ khưu mà đến trình bày những cái điều mà mình chưa hiểu biết, thì đối với Đức Phật hay là hoặc là các vị trưởng lão, các ngài hướng dẫn giải thích, chỉ dạy một cách tường tận để cho những người muốn nghe, muốn tìm hiểu, có điều kiện để hiểu biết, để phát triển được, bổ sung những cái kiến thức về Phật pháp. Còn đối với các cái bậc phàm nhân thì hội chúng, quý vị thấy rằng có những cái hội chúng khi mà họ đàm luận thì trở thành những cái cuộc mà gây gỗ hỗn chiến với nhau bởi cái tâm kiêu mạn, ai cũng tự cho mình là giỏi, cái kiến thức, cái hiểu biết của mình là đúng hơn, không ai chịu thua ai, cho nên đi đến cái sự chữ trả rồi quan trái. Còn đối với các bậc thánh thì có sự chú ý lắng nghe, rồi trao đổi những cái điều hiểu biết để có thể là sửa đổi những cái hiểu biết sai lầm, chuyển hóa những cái chưa đúng trở thành chính chắn, đúng đắn hơn. Thì khi mà những cái cuộc luận đàm mà mỗi người đều có giữ cái tâm để cầu học hỏi, cầu pháp, thì nó sẽ đem đến lợi ích. Còn nếu mà những cái cuộc luận đàm mà để chứng tỏ hơn thua, chứng tỏ cao thấp, thì như vậy nó sẽ dẫn đến những cái quan trái, hiềm thù, rồi bất hòa nó sẽ xảy ra. Và trong những
dù là bạn đạo với nhau cũng vậy. À, khi mà chúng ta cùng với nhau để thảo luận về pháp học, hoặc là chia sẻ trao đổi những cái kinh nghiệm trong pháp hành, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta nói với cái người mà có duyên. Khi mà cái người mà họ hữu duyên á, chúng ta trao đổi, chúng ta chia sẻ, chúng ta nói, họ mới có sự lắng nghe. Còn mà cái người mà họ không có duyên, họ không có thích, mà bây giờ chúng ta cứ khuyên họ bố thí trì giới tham thiền, họ nói mình là cái người khùng, tự nhiên không tiền của không biết xài đem đi bố thí, thế này thế khác. Cái người họ không duyên mà mình đem ra mình chia sẻ, mình nói với họ, họ không có biết. Cái người họ không có thích hành thiền mà mình khuyên họ là hành thiền niệm Phật, thì nói trời ơi, cái thời gian để người ta xem phim, để người ta làm việc này việc nọ, ở đó mà ngồi thiền chà, không biết là quý vị còn nghe âm thanh được không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn cô Nguyên Nhân, cảm ơn Diệu Pháp. Thành ra là hồi đó Ngài Hòa Thượng, Ngài có viết một cái câu câu đối để ở trước cái chỗ cái cửa chánh điện đó. Niết bàn dành sẵn người tròn phúc, Phật Pháp để chờ kẻ hữu duyên. Thì cái người mà họ hữu duyên ấy, họ sẽ đi đến chùa để tầm cầu, để lắng nghe, để học hỏi, tìm hiểu. Chính nhờ cái sự tầm cầu, học hỏi, lắng nghe này đó, họ sẽ hiểu được cái những cái điều thiện, phân biệt được những cái điều bất thiện, để nỗ lực phát triển thực hành theo những cái thiện pháp. Chính nhờ những cái tác ý về thực hành các cái thiện pháp này đó, nó sẽ dung bồi cái duyên của họ nó mạnh hơn. Còn những người mà họ không duyên, họ vô chùa họ cầu khấn giáng sinh, đó là những người họ không có duyên, họ chỉ biết là bây giờ gia đình đang những vấn đề rắc rối nữa, họ đến họ coi Đức Phật giống như là cái vị thần linh, cầu khấn giáng sinh, thế này thế khác. Thì những cái người chúng sanh này nè, họ không có duyên, cho nên là nếu mà chúng ta mà gặp những cái người này mà khuyên họ về làm lành, thực hành những cái điều thiện rồi này kia nọ đó, thì họ không có thích đâu. Mà thí dụ như mà đi cầu khấn miếu này miếu kia núi nọ đó, thì họ lại thích đi. Thành ra đó, tùy theo những cái đối tượng mà chúng ta giảng dạy, chúng ta chia sẻ, thì cũng vậy. Thành ra đó, không phải là cái nơi nào mình cũng có thể mình nói về cái thiện pháp, không phải nơi nào mà mình cũng đem tứ diệu đế ra mình nói được, cũng phải nơi nào mà mình nói về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không phải nơi nào mình cũng chia sẻ những cái sự mà phương pháp tu tập mà phát triển thiền định thiền tuệ được. Thí dụ như những người mà họ đang tầm cầu, họ muốn tìm hiểu về cái thiền định, thì mình chỉ nếu mình có hiểu biết hoặc là mình biết những cái cuốn sách quyển kinh nào mà giảng về đó, mình chỉ cho họ đọc. Chứ còn không phải là ai mình cũng kêu họ xếp bằng ngồi kiết già lưng thẳng rồi đặt niệm trước mặt mà họ chịu đâu. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng ngay cả chính những cái người thân ở trong gia đình của mình á, nhưng mà có những người
mình có thể mình chia sẻ, mình hướng dẫn, nhưng mà có những người mình cũng không không có nên chia sẻ, mình hướng dẫn được. Cho nên chúng ta phải biết khi mà chia sẻ, thảo luận, đàm luận đối với những đối tượng họ có duyên, họ có sự chú tâm lắng nghe, họ thích tìm hiểu về Phật pháp, thì chúng ta mới nói, nói hợp thời, nói hợp lúc và nói vừa đủ. Chúng ta đừng có gì mà mình muốn chia sẻ rồi mình nói nhiều quá họ không có ghi nhớ hết. Trong cái phần mà họ đang cần tìm thì mình chỉ giúp họ chút chút những cái mà họ đang cần tìm thôi. Thế còn mình nói nhiều quá thì họ không thể nào họ nhớ hết. Rồi mà họ nghe nhiều quá rồi họ còn đâm ra họ hoài nghi nữa. Cho nên nhớ rằng tùy theo đối tượng, thời điểm, tùy theo cái sự tầm cầu hiểu biết của họ mà mình nên nói. Đó là cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái câu 67 này. Và đối với hội chúng thì chúng ta sống giống như những cái hội chúng của Bậc Thánh, tức là chúng ta lắng nghe, chú tâm lắng nghe những điều mà người hay là các vị pháp sư người ta trình bày, rồi chúng ta sao phải ghi nhớ, rồi chúng ta trao đổi thảo luận trong cái tâm là mình tầm cầu, mình học hỏi, chứ không nên là với cái tâm mà hơn thua ganh tị thế này thế khác thì nó không tốt đẹp. Rồi thường xuyên chúng ta chia sẻ trao đổi với những người bạn đạo để cùng nhau có sự tiến bộ. Những người nào mà thấy phù hợp theo cái phương pháp học, phương pháp hành của mình thì nên chia sẻ. Còn đối với những người mà người ta không có phù hợp thì chúng ta không nên đem ra chia sẻ với họ. Thì qua cái câu 67 này thì với cái lời chánh kinh, lời dạy của Đức Phật thì sư cũng xin giải thích thêm, chia sẻ một vài hiểu biết trong phần chú giải cũng như là trong các cái lời dạy của các bậc trưởng lão. Với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khai nghe, cũng kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được nhiều những cái kiến thức để áp dụng trong đời sống, trong sự tu tập, trong đàm luận thảo luận của mình trong các cái hội chúng hay là hoặc là trong những cái thân bằng quyến thuộc của mình, để mình biết được để những người nào thì mình nên hướng dẫn chia sẻ, còn đối với những người nào thì chúng ta không nên đem Phật pháp ra mà trao đổi nói với họ. Mong tất cả quý vị khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức trưởng lão cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ những cái điều mà Đức Phật dạy trong câu 67 hôm nay, để buổi thảo luận được buổi học tập được tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Thanh, dạ con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bây giờ thời gian còn khoảng 21 phút nữa, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chia sẻ những cái ý kiến của mình trong bài pháp này được không bạch sư? Con không biết sư Nguyên Thông ở trước máy không bạch sư? Xin sư cho con tín hiệu ạ.
Dạ con xin thỉnh sư Nguyên Thông ạ, sa thú làm thay. Nguyên ấy, Nguyên Như, Nguyên Như, Nguyên Thông vào trễ, và hơn nữa cái máy thì nó bị rớt mạng hoài thì không có biết, không nghe, không có rõ được con. Để xin mời sư phụ thanh tâm, không biết thì nói nó không đúng. Sư trao máy thì cho con đó con. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin kính tri ân sư ạ. À. Dạ con không biết là sư Thanh Tâm còn có mặt ở trước máy không, xin sư Thanh Tâm cho con tín hiệu bạch sư. Dạ dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. À. Dạ mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và quý Phật tử. Thưa Tỳ Kheo Nguyên Thông, sư nói nghe rõ mà. Sư nói nghe rõ lắm á. Mời sư nha. Thì trong khi chờ Tỳ Kheo trở lại, hình như Tỳ Kheo trở lại rồi phải không? Có bàn tay đó. Thì thưa quý vị, Đức Phật có dạy các người tu á, là khi gặp nhau á, có hai điều phải làm. Có hai điều đó là thứ nhất á, là chánh niệm tỉnh giác ha. Hai á, là nếu nói á, là nói Phật pháp thôi, chia sẻ Phật pháp à. Hai điều này đó nếu mà người nào làm được á, thực hành được thì sẽ có nhiều lợi lạc lắm. Bởi vì quý vị thấy thì Heo Thông đến lớp học rồi chưa? Chưa hả? Vì để coi, khi mà phàm nhân á, chúng sanh á, hãy gặp nhau á, là không có chánh niệm tỉnh giác. Cứ gặp nhau là nói chuyện, nói đủ thứ chuyện hết á. Gọi đó là hí luận. Chữ hí luận này, cái nghĩa nó rộng lắm quý vị. Mình để coi, ví dụ như có người á, nhiều người á, ta gặp nhau, một là người ta nói chuyện về chính trị ha, thời sự đó. Đó. Chuyện thời sự là chuyện thế gian, chuyện phiền não, tin tức hàng ngày đó mình nghe không như ý, mình bực, mình giận lắm vậy. Ví dụ như biểu tình chỗ này, biểu tình chỗ nọ ha, chiến tranh chỗ này, chiến tranh chỗ kia, không như ý mình á, mình bực. Rồi có người gặp nhau thì ngồi nói chuyện quân sự, nước này quân đội mạnh, nước kia quân đội yếu, rồi ngân sách quốc phòng nhiều ít, đó là chuyện thế gian không à, phiền não không à. Rồi có khi người ta gặp nhau, người ta nói chuyện đá banh, nói chuyện đá banh, đội này thắng, đội kia thua, đội này hay, đội này dở, đội này thưởng nhiều, đội kia không được thưởng, nói ngồi gây phiền não. Rồi có nhiều người khi gặp nhau họ nói chuyện văn chương, nghệ thuật. Có người ta gặp nhau, người ta bàn về chuyện nhạc, nhạc này hay, ca sĩ này giỏi, nhạc sĩ này hay, tài ba. Có nhiều người nó gặp nhau, người ta bàn chuyện thế gian, buôn bán, làm ăn, u cha, chuyện đời thôi chứ muôn ngàn chuyện, đủ thứ chuyện á, mà toàn là chuyện gì đấy, rồi toàn chuyện phiền não không à. Cho nên Đức Phật dạy đó, cái đó những cái đó là những cái hí luận, chuyện của thế gian, mà vì chúng sanh mình nó tâm mình phiền não,
tâm tâm thế gian đó. Cho nên mình gặp nhau mình hay nói hay bàn về chuyện thế gian, cho nên phiền não dữ lắm. Cho nên Đức Phật dạy đó, khi mà người tu mà gặp nhau có hai chuyện. Một là nếu nói là nói về Phật pháp thôi, nói về kinh luật á, thì nói về kinh luật á thì nó có nhiều lợi lạc hơn. Thứ nhất á là mình nói thì mình nhớ lại những lời Phật dạy nói, là lời Phật dạy mình nhớ, mình đoạn trừ phiền não. Thứ hai á, mình nói Phật pháp á, mình giúp cho nó có trí, có hiểu biết để mà lo tu tập đoạn trừ phiền não. Còn không á là ngồi chánh niệm tỉnh giác nha. Thành ra mình phải biết cái cách mà hành thiền. Cái người mà biết hành thiền đó, người ta coi cái chuyện thiền là một người bạn thân của mình đó, nghe. Lúc nào người ta cũng cảm thấy giống như có một người bạn thân ở với mình đó. Cho nên cái người mà biết hành thiền á, cái người đó không có buồn, không có cô đơn ha. Chứ không nha, chứ không có biết hành thiền á thì tâm của mình nó phóng dật dữ lắm, phóng dật nó phiền não, nó khổ đau dữ lắm. Còn cái người có chánh niệm tỉnh giác á thì cái người đó lúc nào cũng được định tĩnh. Cái gì nhớ năm cái chi thiền đầu tiên á, của thiền định đó, đó là ví dụ như bây giờ mình lấy một cái đề mục ví dụ đi, lấy đề mục là niệm Phật đi. Tiếng Bali là cái gì, niệm Buddha, 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 Buddha. Mình đi tới tới đâu, mình ngồi trên xe bus, mình đợi xe bus, mình vô trong phòng bắt công ty chờ đợi, mình cứ ngồi chánh niệm niệm Phật, thì cái tâm của mình á nó trú trên cái đề mục. Nghĩ tới Phật, Phật là không tham, không sân, không si, Phật là bậc giác ngộ chân lý, Phật là từ bi hỷ xả. Đó, mình nghĩ tới những ân đức đơn giản vậy đó. Thì cái người đó lúc nào cũng được định tĩnh hết đó. Hoặc là khi mà ngồi khi ngồi chờ đợi, chờ nói pháp, chờ nghe pháp chẳng hạn, cái người đó ngồi niệm Phật thì mình thấy cái người đó nó yên ổn lắm. Nó yên ổn. Tại sao? Tại vì tâm của mình á trú trên cái đề mục. Trú trên cái đề mục nó gọi là nhất tâm á. Người ta thường nói là nhất tâm niệm Phật á, nghe không? Nhất tâm niệm Phật. Thì cái người mà có nhất tâm niệm Phật á, tâm thân tâm của người đó được yên ổn. Rồi cái người mà người ta có nhất tâm mà liên tục á, cái người đó nó có sự hỷ, nó có cái vui. Họ ngồi một mình mà thấy tâm hồn của họ an vui. Rồi có khi ta tinh tấn, ta giỏi đó, ta thấy có sự an lạc. Để cái người mà có chánh niệm tỉnh giác đó, họ hỷ, họ vui, họ không có lung tung. Rồi cái thứ ba đó là cái thứ tư đó là nó có cái sự định ha. Định tâm trên cái đề mục á, phiền não nó không có phát sinh, lúc nào cũng sáng suốt, rất là trong lành. Thì thầy Đức Phật dạy như vậy đó, mình nên hành theo. Nhớ khi nào mà gặp nhau á thì nên nói chuyện, thì nói chuyện về Phật pháp thôi ha. Cái thứ hai á là chánh niệm tỉnh giác. Thì một người mà có chánh niệm tỉnh giác á thì người đó sẽ có nhiều lợi lạc ha. Nó sẽ có thắng tri nè, liễu tri nè, rồi có đạo quả nè. Thì thưa quý vị, bây giờ là 10:20 rồi. Bây giờ mời quý vị ngồi chánh niệm tỉnh giác hay là niệm Phật 10 phút nha. Để cho thân tâm mình nó được
được được gọi là thư giãn à. Rồi rồi mời quý vị trở về với cái hiện tại, tức là thấy biết cái thân của mình nó ở trong cái tư thế nào là mình biết ở trong tư thế đó. Khi mình ngồi mình biết cái thân mình nó đang ngồi ha, đang ngồi thấy nó thở, biết nó thở. Rồi mình thấy cái tâm, mình biết cái tâm của mình, ý nghĩ sanh nó gì, nha khẩu nha, thì thấy biết, đó là những bài học của mình. Rồi trở về với hiện tại, hít thở thư giãn.